Nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sáng nay, trường tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu tổ chức phiên chợ kế hoạch nhỏ với chủ đề Trẻ em hạnh phúc cùng môi trường xanh. Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh, nhà trường với nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như thu gom rác thải, tái chế, phân loại rác thải, nghệ thuật với đồ cũ để biến các vật dụng tưởng chừng bỏ đi thành các đồ dùng hữu ích, các hoạt động vui chơi, những gian hàng trao yêu thương nhận yêu thương, gian hàng trò chơi bé yêu môi trường, gian hàng nghệ thuật với đồ cũ được học sinh các khối lớp của nhà trường tự tay bài trí. Gần đây chúng ta thấy là có khá là nhiều những cái lũ lụt thiên tai cũng là do một phần là con người chúng ta chặt phá rừng cây không bảo vệ môi trường, cho nên là hôm nay em và các bạn và các thầy cô trong trường thì chúng ta tổ chức những cái hoạt động để mà tái chế những cái rác thải lại, chúng ta làm thành những cái đồ vật rất là đáng yêu để chúng ta bán đấu giá để ủng hộ các bạn vùng lũ lụt để các bạn có một cuộc sống khá hơn, tốt hơn. Đối với con thì con thấy là cái ý nghĩa của cái hoạt động này nó mang lại cho mọi người rằng là phải biết bảo vệ môi trường, phân biệt được rác thải và mọi thứ của môi trường thì mình không nên vứt rác bừa bãi và mình phải biết trân trọng những cái thứ xung quanh mình. Thông qua những hoạt động của ngày hội, học sinh hiểu ý nghĩa của phong trào kế hoạch nhỏ, biết chia sẻ yêu thương, bảo vệ môi trường và hình thành nhiều kỹ năng sống. Ngày hội cũng tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường thông qua quỹ hạnh phúc để bảo vệ môi trường và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nhà trường do phụ huynh tự nguyện đóng góp.